Bây giờ mình sẽ bắt đầu thao tác cùng cái máy này nhá. Mình sẽ ép thử cho mọi người rau này, củ này, rồi quả này, quả sơ, rồi quả nước, để mọi người có thể xem được hoạt động của cái chiếc máy này nó có tốt không nhá. Ok ạ. À. Giờ bây giờ mình trước tiên thì mình sẽ ép cái quả dứa này trước. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là có một cái thanh gạt ba ở đây, thì chúng ta nên điều chỉnh vào khi nào? Khi mà sử dụng những loại quả, ví dụ như bây giờ tôi ví dụ là tôi chuẩn bị ép cái quả dứa này chẳng hạn. Quả dứa này là một cái loại quả sơ mà là cũng có rất là nhiều nước, thì chúng ta muốn ép được kiệt hơn thì chúng ta khép cái lỗ ra bã này lại, điều chỉnh cho nó cái lỗ nó khép lại, thì khi đó thì trái cây nó sẽ ở trong cái buồng chứa này lâu hơn, giúp cho trục quay nghiền trái cây được kỹ hơn. Chính vì vậy cái phần lượng nước mọi người nhận được về sẽ được nhiều hơn nhá. Ok ạ, bật máy luôn. Với những loại quả này thì mọi người cứ sơ chế nó cắt khúc ra như này nhá, để dễ đưa vào những cái ống chứa bã này hơn. Đấy, thả nó xuống, đưa vào, thả xuống. Có thể sử dụng que nhồi này để hỗ trợ. Đấy, rất là nhanh. Mặc dù nó là máy ép chậm nhưng mà tôi thấy cái tốc độ quay ở con này ép khá là nhanh nha anh em ạ. Dùng không khác gì máy của Đức hay của Hàn luôn. Khi mà chúng ta gạt cái phần điều chỉnh bã này, càng khép nhỏ lại thì cái bã này sẽ càng khô hơn nhé. Phần nước nhận về được sẽ được càng được nhiều hơn. Cho tiếp vào. Thường thường là mọi người hay ép ở trên quán là hay bị kẹt máy bởi những cái sơ nó quấn vào cái phần trục. Đấy. Mà với con máy này thì tôi sẽ ép liên tục luôn cho mọi người thấy là nó mạnh mẽ ăn cỡ nào. Ép liên tục. Đấy. Cái tiếng máy chạy rất là êm. Tiếng máy chạy êm du. Đấy, đấy, bắt đầu nhẹ bã rồi. Tôi mở nước cho nó ra này. Đấy. Nước ra rất nhiều luôn. Với một lượng dứa vừa rồi là mình vừa ép là nhận được về 300ml luôn. Đây, bã đây, khổ quá anh em ạ. Tuyệt vời luôn. Đấy, ép rất là kiệt. Đấy, ngon tươi luôn. Khi mà mọi người ép liên tục ấy là nó sẽ bị kẹt máy. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ không vệ sinh vội mà tôi ép luôn, tiếp luôn cho mọi người để xem là nó có kẹt máy không nhá. Ép luôn, ép tiếp luôn sang loại quả mà nó hay bị kẹt, đó chính là quả cà rốt này. Quả cà rốt này nhá. Rồi, bật tiền tiếp, đó vào luôn. Ép vào luôn, ừ, ép vào luôn cho mọi người thấy là nó không bị kẹt luôn. Như bình thường ở trên quán ấy mà ép cái quả dứa này xong nhá là sẽ phải tháo ra vệ sinh rồi ép tiếp thì nó mới đỡ kẹt. Thế còn bây giờ mình chưa cần vệ sinh luôn, mình cứ ép tiếp đấy, cho liên tục vào luôn. Hãy bỏ thêm cho mình thêm quả này nữa đi. Máy quay rất là nhanh và êm, nghe rất là êm tai luôn. Đấy, bã ra rất khô à, riêng với quả cà rốt thì khô đét luôn, khô lắm, bóp không ra nước. Đấy, khổ quá. Đây này, bóp bóp rất mạnh nhưng mà bóp này. Đấy, bóp 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 không ra nước nữa luôn, rất là kiệt. Đấy, khô đét rồi. Ở tiếp nhá, loại quả mà ông rất hay bị kẹt đó là cái quả ổi này. Cổ ổi này nó hay kẹt nó đâu, vì nó còn có quả hạt nữa, hạt nó cứng mà khi nó quay ở đây rất hay kẹt máy luôn. Thế bây giờ lại đưa tiếp vào nhá. Bây giờ lại đưa tiếp này, cho cái nước này ra này. Cho cái nước này ra luôn. Lẫn vào nhau không sao cả, bởi vì dứa và cà rốt có thể mix được vào cùng với nhau nhá. Lại thành món nước ép dứa cà rốt luôn. Đấy, rồi bây giờ lại ép tiếp luôn. Ổi. Ổi đây vẫn còn nguyên hạt đây, bỏ vào luôn, không sợ tắc, bỏ vào luôn. Rồi, đưa liên tục luôn nhé, không nghỉ. Đây, bã ổi đây, bã ổi này cũng rất là khô luôn, bóp, bóp. Đấy, bóp mạnh lắm rồi mà vẫn không ra nước. Rồi, tiếp luôn này, phải đưa vào tiếp. Không, mọi người lại bảo là nghỉ. Đấy là có nghỉ đâu, đưa vào tiếp luôn. Đầy nước rồi mà vẫn chưa tắt máy. Lại cho vào tiếp nhá. Bây giờ là nhiều nước quá, nước tràn trề.
tiếp này, cái này này là cái loại rau này này, loại rau này mà mình cắt khúc dài này là rất dễ bị kẹt nhá. Nhưng mà bây giờ mình đưa vào đây cho mọi người tiếp nhé, không cần rửa luôn, để xem nó có kẹt không này. Đưa vào tiếp. Rau này, đây là rau cần tây nhé, rau cần tây anh em ạ. Cứ đưa cả thanh dài này vào cho mình cho nó nhanh, cứ đừng không phải cắt ngắn đâu, cứ đưa vào thôi. Vẫn ép được. Đây, cho lốt bó này vào cho nó lợi hại. Đây, rau này, bã rau này. Rau đây. Riêng rau thì là mình điều chỉnh như thế này thì rất là khô luôn. Bóp vào ra được có một tí nước nữa thôi. Khô quá mọi người ạ. Dùng rất là thích. Đấy, sơ này. Đây, bã đây. Kiệt. Như thế này là quá kiệt rồi. Quá yêu luôn. Nhiều nước quá để đổ đi đã nhé. Bây giờ muốn tráng máy thì mọi người làm như thế này. Sau khi mà ép xong những cái loại này, mọi người không muốn nó bị lẫn hương vị vào nhau thì mọi người tráng máy như thế này. Đậy cái nắp này lại nhé, phải đậy cái nắp cao su này lại. Sau đó thì đưa cái nước sạch vào. Đấy, mình bật máy lên. Nhớ phải đậy nắp cao su nhá. Rồi, bật máy lên, đổ nước vào. Đấy, cái máy này ở phía bên ngoài của cái lưới này, nó có một cái phần màng cao su nó ôm xung quanh cái lưới. Thì là khi mà máy nó chạy, cái màng cao su này nó cứ lên nó quét sạch những cái bã nó bám xung quanh này luôn. Nên là vệ sinh rất là dễ. Bắt đầu mở nút này ra. Mở nút này ra để cho nó tráng, sau đó đi lại. Thêm một lần nước nữa vào để cho nó sạch. Đó, nhớ là khi nào đưa nước vào đậy nắp cao su lại, đổ nước vào trong máy. Chỉ cần làm 2 lần như thế này thôi là máy sạch luôn nhé. Là có thể là sang cái loại quả mới rồi mà nó không sợ bị lẫn cái hương vị vào nhau nữa. Đấy. Rồi, khi vệ sinh xong này, khi vệ sinh xong thì là mọi người tạm thời tắt máy đi, sau đó thì chúng ta sẽ hơi nghiêng cái máy đi để cho nước dừ bên trong là nó ra hết cái ống này. Ok, đó. Bây giờ là lại ép thôi. Đấy, bây giờ chúng ta lại ép được cái loại quả mới rồi. Ở cái phần máy này, khi mà tôi bật công tắc lên thì nó cứ xoay theo một chiều này thôi. Thì khi nó có một cái công tắc nữa để đảo chiều theo chiều ngược lại, thì công tắc này sẽ sử dụng khi mà cái máy của chúng ta nó bị kẹt. Nếu bị kẹt cái bã trái cây trong này và máy không chạy được nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc còn lại để cho nó xoay theo chiều ngược lại, đẩy những phần bã nó bị kẹt ra. Nhưng mà lấy giờ mình ép mãi nó vẫn chưa bị kẹt, cho nên là mọi người sẽ chưa được thấy cái phần xử lý cái phần kẹt đấy. Nhưng mà không sao cả, như thế là rất tốt mọi người ạ. Máy ép mãi cho bao nhiêu rau củ quả vào mà vẫn không bị kẹt thì là yên tâm đấy, cứ thế mà sử dụng thôi nhé. Ok. Đây, bây giờ là mình sẽ ép nốt cái loại quả dưa hấu này nhá. Và mình sẽ sử dụng cái chức năng là đảo chiều ngược lại để cho mọi người xem nó chạy như thế nào nhá. Đây, bây giờ mình ép thử cái cùng chiều này. Cái chiều tự động này là nó cứ đây nó quay thôi. Đây, bây giờ mình bấm ngược lại nhá, bấm cho xoay ngược lại này. Đấy, xoay ngược lại đưa vào tiếp. Cái nút đảo chiều này mọi người chỉ sử dụng trong trường hợp mà nó bị tắc bã thôi. Bên trong này đã ép quá nhiều rồi là nó sẽ bị tắc, nó đùn bã lên. Mình sẽ không đưa được những cái trái cây khác vào nữa thì chúng ta sẽ đẩy cho nó theo chiều ngược lại để cho nó đùn lên. Đấy, và mở nắp ra đi vệ sinh và ép tiếp, thế thôi. Rồi, cái quả dưa hấu này nó đối với cái máy này nó phải là quá đơn giản. Cái quả cứng như thế kia còn ép được, cái quả dưa hấu này nó mềm quá mọi người ạ. Ép nó rất là nhiều nước luôn. Ok ạ. Giờ mình đã giới thiệu xong hết cái phần các bộ phận cũng như là sử dụng của máy rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu thêm nhiều những loại máy dành cho quán và gia đình nữa nhé. Đây là con máy ép trái cây ST06, nhãn hàng sản xuất Promix, bảo hành 3 năm. Yên tâm mà sử dụng.